Ôi trời ơi. Úi trời ơi. Đây mọi người nhá, thì hôm nay anh em lại tới. Các anh cầm cái bao đi, giới thiệu mọi người một cái video anh em đi bắt trai mọi người nhá. Này nước tất cả anh em mình quyết định đi bắt trai. Thứ bắt được con nào chưa? Nó có lỗ. Đấy, thấy không? Chiến bắt được con nào chưa? Lượn lượn à? Đây vô. Ôi mặt của nó luôn à. Chẳng có thế. Ôi con trai to. Ôi để nó. Ui con này không dám được vào trại này. Trại to bằng thứ này. Ôi người bắt con trai to nhá. Ôi con nữa. Ôi con nữa. Dưới con nữa kìa. Ui lông hế lắm cơ. Ôi hai con rồi. Ôi trời. 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 Ôi ôi đây này. Đây đâu? Đâu? Đây này. Ồ đây nữa. Sạch nhiều nhờ này. Nhiều nhờ này. Rửa sạch đi. À. Dọn đi. Ôi lại đây nữa rồi. Ừ. Ừ, còn đang thèm nữa kìa. Con sao nhanh nhỏ thế này? Con này nó giống con gì không? Giống cái gì của chị em phụ nữ không? Đây đây con nữa này. Ôi trời. Hai con nào? Ôi giời ơi, nhảy này. Con ạ. Hai con. Ôi giời, sao ba con nằm chỗ. Ui tôi là bá đạo nhất. Tổ trai rồi. Chết rồi, còn sống lại. Ui to nhỉ. Béo ú. Ôi đây con nữa há mồm kìa. Đâu. Con này chết rồi. Con này há mồm chết rồi. Ôi giời ơi, nhảy. Mình còn bắt được cái loại này đi. Chiến này bất tài. Ôi sao chỗ này nó đục lại. Con này to luôn đi kìa. Cái này cái gì kìa? Ôi con gì nó quẫy đục cả đúng không? Ui! Con gì nó chạm chân đi! Còn nó? Nó chân luôn! Ui! Chết này! Đây sao? Tập trung với chân nào? Không gì nó vừa chân này đi! Đây con gì? Không có gì nó chân này đi! Ngo thử nào! Ui đây! Ui trời ơi! Ui! Ôi trời ơi. Con thủy quái. Ui. Chết. Thủy quái rồi. Chết quái con này, chết đây. Ui chết này, chết này có cái gì kìa. Đâu? Chết đây. Đâu? Ui trời ơi, đây vẫn còn con nữa kìa. Đâu? Mò nó nào. Từ nhá. Đâu. Ui nó nặn rồi. Ui sao lại có thủy quái này. Ôi nó quay cống rồi. Ôi đây cũng qua là anh em đàn phi cái lên bà này. Đâu? Đây. Ờ, hay là bị sao? Ủa nó chui trong lỗ cống rồi. Ờ lỗ cống này. Đấy. Rồi. Ủa nó chui lỗ cống này. Ôi giời ơi. Ta bắt con này ra trước đi. Để mọi người xem nó chui lỗ cống này. Ôi ơi. Bắt cản trước nhá. Đưa máy quay này. Kinh thế. Ngày nay anh em phát hiện ra một điều bất ngờ không đấy. Có lỗ cống mà. Bao lâu nay anh em mình mới phát hiện ra một cái điều bất ngờ đây là có. Vậy là trước mắt thấy ba con rồi, mới khi còn nhiều nữa ấy. Đầy đây luôn. Chui bắt ra thế nào? Đầy đúng lỗ cống ấy. Đầy lỗ này này. Ui ui. Chặn đấy, đập đầu đấy nhá. Ui nó vừa chạm chân mình. Ui này. Ui kìa ơi. Ui trời. Ôi trời, khiếp ông. Trơn năm. Nó trơn thì người ta phải vứt ra ngoài chứ. Đấy nó bơi lên đây rồi. Đây. Ông quả con đốt dậy rồi. Nó đây. Bà mấy con thì hai con à? Đây một con chỗ này. Thế này, tâm đi. Rùa bé lên đi. Cái bé chỗ đấy em ạ. Đấy chỗ đấy. Ba con kìa. Quả trời đất. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bé nó đâu vậy? Bé đâu vậy nhỉ? Nó bắt không bỏ ra. Ôi trời. Ui, phi kinh lắm. Ui trời ơi. Có bắt gá từ từ thôi, bình tĩnh thôi. Cứ nhìn nha mà làm anh em ạ. Đây. Sao mới lại được à? Cái này. Ui đây. Xoáy nước. Ui trời ơi. Nào mọi người xem con cá nó dưới này, con cá rất là to luôn.
đấy đấy anh em ơi. Đâu, đâu, bắt được nó vứt lên bờ. Ui sủi, ui to thế, chuẩn lắm, ui chà mẹ, ui to lắm, to lắm, ui đi chạy, ui chạy, đâu rồi, đây chạy cái bên này. Một con kia nó sang lên chỗ cạn rồi. Con kia nằm chỗ cạn rồi. Cố gắng bắt hai con này đi anh em ơi. Về này, thằng khác nó bắt mất. Bây giờ về thằng khác nó bắt mất. Ơ đấy. Nó sang đấy đây này. Sang đấy đây này. Thấy đâu. Ơ đây 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 đây. Đâu 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 đây 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 đây. Úi giời ơi. Ui. Bên này bên này bên này. Kia kia kia. Không rùa ra ngoài chứ không cứ bắt xuống cống này. Đấy cái đứng cống không bắt được đâu. Đây 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 đây, rao 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 rao. Đây rồi. Ra rồi. Con to chứ. To. Hai con to đi. Bắt đi. Con này con bé. Hết con này rồi. Cứ bắt con nào hai con đấy đi ông ơi. Em trên bờ đi. Đây nhá. Bây giờ mới bắt được cua này. To. Đấy. Đi. Đấy. Đấy. Mở này. Mở đi mở. Cái tắt em quăng chứ. Được rồi, chơi kinh không. Nương này làm công rồi. Con to thế nhỉ. Sổ còn con này nữa mới to, to này nhầm. Đấy không? Trời lắm, trời lắm. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Quá rồi. Còn con nữa cơ mà. Ui giời ơi. Ui giời ơi, ui giời ơi, cá to thế. Ui giời ơi. Kinh thật. Vợ chồng như con rồi. Con kia là con rồi. Chết thấy nó chưa? Cá to quá mọi người. Đúng rồi nào. Mang tiếng bảo con bé bé nhưng con đấy cũng phải mấy cân đấy. Mấy cân đấy. Đây 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 rồi. Luôn lên bờ, hất lên bờ, hất lên bờ. Hất lên bờ luôn. Nó chạy đâu rồi? Đấy đấy, hất lên bờ luôn, hất lên bờ luôn. Không cho phép nó chạy nữa. Không, đây 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 đây. Đây đây như chỗ chân Chiến hất lên bờ luôn Chiến. Rồi xong, úi giời Chiến bắt giỏi thế. Một phát một luôn. Bắt bắt như vậy gì? Chính tỏ là anh Nương nó bắt cá vẫn còn chưa được kỹ xảo bằng Chiến đúng không? Ui con này to vậy mà nhìn biết tí. Đấy chưa, con này cũng mấy cân rồi mà. Gặp những cái loại đại ca này nhìn cũng kinh khủng chưa này. Hai con đâu mọi người này. Anh bê sát con cá vào. Đâu rồi? Rồi cứ không ăn con cá ngon hơn là trai anh ạ. Không phải trai, chụp mấy con vứt đi. Anh em mình cứ xào được con cá này là quá hạnh phúc rồi, đúng không? Rồi mình cao 1m65 nhá, nặng 80kg này. Đòn. 5 gàng, mét. 5 gàng, 52 thì 10. Mét. Mét thì gần mét. Kinh nhỉ. Quay, quay sát cho mọi người đi. Đây quay sát rồi đi. Quay sát mọi người xem. Rồi, xem rồi. Đến nhọc luôn đó. Đến nhọc luôn đấy. Thôi nhằm. Đây là một bấm chài nữa mọi người. Bấm chài nữa. Chài này. Cua vào túi. Cua này. Cua cắp cắp cắp. Cắp cắp cắp. Thôi bỏ hết vào đi. Đi về đi. Đi về đây. Chài cho nó sống đi. Anh em mọi người nhá. Xong rồi anh em mình vật lộn ở cái bãi như này. Thì anh em cứ bắt được 3 con thủy quái này. Đấy. Anh em xin phép kết thúc video đây nhá. Mọi người vào xem thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn.